Lý xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Hani cuộc sống Thụy Điển. Thì đây là một cái hồ ấy mọi người, hồ rất là lớn luôn. Và ở đây thì có một cái bãi đỗ xe này là dành cho những cái xe du lịch ấy. Đó thì đến mùa hè thì họ sẽ đến đây, họ nghỉ ở đây, họ ngủ lại ở đây luôn mọi người. Trời ơi, cái hồ đây rộng to lắm ấy mọi người ạ. Mùa hè thì Ly sẽ đến đây quay cho mọi người xem nha. Thì hôm nay chồng Ly có dẫn hai mẹ con mình đi bơi. Và trước khi đi bơi thì mình vào cái siêu thị này nha mọi người. Thì cái siêu thị này là chỉ có mỗi ở tỉnh này có. Và tại sao là mỗi chỉ có mỗi tỉnh này có là siêu thị này nó nhận đồ ở những cái lông trại xung quanh của tỉnh đấy mọi người. Đó, rau, củ, quả, rồi thịt, heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, tất cả mọi thứ thịt là đều ở cái tỉnh này mà ra thôi mọi người. Cái tỉnh này thì nó không có gần bên nhà Ly. Cái tỉnh này là tỉnh Thinh Rì. Đó, nó không có gần bên nhà Ly mà cách đấy khoảng tầm 1 tiếng đi xe, tầm 1 tiếng đi xe. Thì lâu lâu nhà Ly mới đi xuống đây một lần, chứ không phải lúc nào cũng được đi. Nên là tiện thì mình sẽ vào vào đây để mua thịt bò với thịt heo luôn nha mọi người. Tại vì thịt bò ở đây rất là tươi luôn ấy. Cái phải nói là tươi chứ nó không thể làm mà tươi được như kiểu Việt Nam là vừa mới giết từ lò mổ ra xong rồi họ mang đến đây để họ bán cho mọi người. Thịt ở bên này là họ lúc nào cũng treo trước lên á, treo ngược nó lên trong vòng 24 giờ xong rồi họ mới mang ra để bán. Thế nhưng mà cái thịt này là họ ở đây á, họ chỉ bán trong ngày thôi mọi người. Nếu mà cuối ngày họ sẽ giảm giá xong rồi họ bán hết đi. Đó, chứ không để lâu như những cái chỗ siêu thị khác ấy mọi người. Ở Thụy Điển thì không phải là không có thịt tươi để ăn đâu, nhưng mà mình phải biết chợ nào bán để mình mua được các mọi người. Như Ly biết ở dưới Helsingborg có một cái tiệm Trung Đông ấy, họ cũng có bán thịt tươi, họ cũng đứng họ cắt ra mình ăn phần nào họ cắt phần đấy cho mình luôn đấy mọi người. Nhưng mà cái thịt đấy thì đấy là của Đan Mạch. Thì ở bên Thụy Điển này thì họ không có chuộng đồ thịt bò của Đan Mạch, họ chỉ thích thịt của Thụy Điển thôi mọi người. Thế nên là khi mà đi xuống cái tỉnh này thì Ly sẽ mua thịt ở đây luôn. Tại vì thịt ở đây là cái thịt của Thụy Điển và họ chỉ lấy của những cái lông trại ở cái tỉnh đấy thôi nha mọi người. Ở cái tỉnh của họ luôn á. Để họ mang ra họ bán ấy. Còn hiện tại thì mùa đông rau củ quả nó không có được trồng được ấy. Cho nên là họ không có nhập vào. Cho nên là họ nhập những cái đồ bình thường có hàng ngày cũng như những cái siêu thị khác họ nhập về kiểu vậy đó. Còn riêng thịt thì lúc nào cũng có. Thịt ở đây là họ chỉ bán trong ngày thôi mà. Nếu mà cuối ngày là không bán hết thì họ sẽ giảm giá đi mọi người. Thì như hôm nay vợ chồng nhà Ly đi coi thì Ly cũng tìm được một ít thịt giảm giá đấy mọi người. Nó giảm đi một gần như một nửa luôn đấy mọi người. Trời ơi, sướng lắm. Mà vừa được thịt tươi ăn mà vừa được giảm giá nữa đấy mọi người. Đây, bây giờ mình đã đến cái quầy thịt rồi đây. Ly sẽ cho mọi người xem. Ở đây thịt rất là tươi, nhìn thịt tươi lắm mọi người. Trời ơi, nó khác hẳn xa một trời một vực ở những cái chợ lần trước Ly mua ấy mọi người. Mọi người nhìn là thịt nó cắt ra tươi như này cơ mà, nhìn đỏ tươi rói rói ấy mọi người. Họ chỉ bán trong ngày thôi đó. Trời, nhìn nó tươi rơi rói ấy, nó không như những lần mà Ly đi mua thịt ở chợ gọi là City Gross hay là chợ IKEA Maxi của Thụy Điển đâu. Cái thịt này nó khác luôn đấy mọi người ạ. Và có cái này Ly cho mọi người xem đây này, mỡ này mọi người, họ có lọc mỡ ra để bán luôn đấy mọi người. Còn đây, lên tầng 2 là quần áo. Quần áo ở đây cũng so ra thì cũng gọi là rẻ rẻ thôi, cũng không rẻ lắm. Đi tính là coi mấy đồ cho em sóc nhưng mà nó cũng đắt đắt. Nên là thôi, không mua. Lần trước Ly đi á, thì Ly thấy ở đây nó đồ ở đây nó khá rẻ. Nhưng mà bây giờ thì Ly thấy nó không rẻ nữa.
Cho nên là thôi Ly cũng không mua, Ly chỉ đi quay lại cho mọi người xem thôi. Chứ Ly cũng không có nhặt đồ gì mấy. Ngoài quần áo ra thì họ còn bán cả đồ gia dụng trong nhà kiểu như vậy mọi người. Rồi đồ trang trí, tất cả các thứ. Không có thiếu một cái gì hết ở trong cái siêu thị này luôn đấy mọi người ạ. Rồi từ nãy giờ quay cho mọi người xem một vòng rồi. Thì bây giờ hai vợ chồng nhà Ly sẽ đi ra thanh toán. Rồi vợ chồng nhà mình đi ăn nha. Vì lúc này nhà mình đi khá khá sớm, cũng chưa có ăn sáng và cũng chưa có ăn trưa gì hết. Nên là bây giờ bọn mình sẽ đi ăn. Thì bọn mình ăn pizza nha. Đây pizza hai vợ chồng mình đây. Mà ăn mình ăn không hết, còn chồng mình thì đói quá ăn hết nguyên một cái luôn mọi người. Rồi ăn xong rồi thì mình đi đợi nha. Vì nhà Ly không phải là người của cái tỉnh này, cho nên là mỗi lần đến thì chúng mình sẽ mua một lần vé, thay vì là mua một vé tháng luôn đấy mọi người. Tại bên này họ có bán vé tháng cho mình mà. Thế nhưng mà Ly với chồng Ly không phải người ở tỉnh này, cho nên là chỉ mua một lần vào thôi. Một lần vào giá là 75 đồng tiền Thụy Điển cho một người. Còn em Sóc thì không mất tiền. Đó, thế nên là bây giờ mình sẽ mua vé trước nha. Man måste ha det eller? Nej, då vi har inte. Ja. Det vi har ingenting. Då blir det bara 153 Ja. Tack så mycket. Ja, det är såna ifall du har med. Till blöja till barn, småbarn. Nej, men vi har det på. Nej, jag bara tänkte om vi glömmer. Bây giờ xong rồi thì bọn mình sẽ đi xuống để thay đồ nha. Thì Ni cũng tiện đây nói cho mọi người biết là tại sao tự dưng hai vợ chồng nhà Ni lại chạy xe những một tiếng đồng hồ để đi xuống dưới này bơi. Là tại vì ở đây nó là một cái kiểu dạng khu vui chơi nhà bể bơi ở trong trong nhà ấy mọi người. Thì cái nước ở đây nó rất là ấm, xong rồi họ còn có bể bơi nước ấm cho mình nữa ấy mọi người. Đó, thì bây giờ bọn mình sẽ đi thay đồ nha. Giày dép thì mình sẽ để ở ngoài như này. Còn bên trong phòng thay đồ thì có tủ để đựng đồ riêng, nhưng mà mình không có được vào trong này nha, nên là mình tạm quay đã. Rồi, và đây là cái khu vui chơi trong nhà. Đó, nó có cầu trượt như vậy nè. Xong rồi dưới hồ bơi nó như kiểu là một cái biển nhân tạo bé bé ấy mọi người. Đó, ở bên dưới này rất là nhiều trẻ em thích ở đây bơi ở đây. Và những khu người dân nhà mình ở tỉnh của mình á, họ hay chạy xe xuống dưới này để đi bơi ở đây, cho trẻ em bơi ở đây ấy, mọi người.
vì ở đây vừa rẻ mà vui nữa ấy. Đó, thì đây cho mọi người xem đó. Nó là như vậy, đây là lý do vì sao là vợ chồng mình lại đi đến đây, là vì như vậy đấy mọi người. Còn đây là cái khu bể bơi mà nước nóng ấy mọi người. Đó, thì cái này tí nữa mình vào sau. Còn bây giờ mình sẽ ra đây trước nha. Thì bây giờ phải đợi em Sóc đây. Cho em Sóc đi xuống dưới đây bơi. Đây là lần đầu tiên em Sóc được đi bơi bể bơi đấy mọi người. Trời ơi, háo hức quá. Không biết là em sẽ thích không. Tại vì bình thường ấy, bọn mình cho em tắm là em rất là thích nước. Thế nên là vì sao bọn mình muốn đi đến đây để cho em ấy thử trải nghiệm ấy mọi người. Ồ, trời ơi, bà cũng sướng lắm ấy mọi người. Nhìn mặt bà ấy thích lắm. Nhưng mà không, bố mẹ cháu đã sai hết. Mọi cái không bằng cái ngón tay của cháu. Cháu chỉ mải ngậm ngón tay thôi mọi người ạ. Cháu chỉ ngậm ngón tay thôi, không làm một cái gì hết ngoài ngậm ngón tay. Nhưng mà vì sao mẹ cháu cũng đã tìm được cái trò bơi hay hay cho cháu chơi rồi đấy. Thế nhưng mà bố cháu không biết quay cho nên là cũng không có quay lại được cái cảnh nhà mẹ con cháu chơi. Đó, thế nhưng mà cháu cũng thích bơi lắm đó. Đó, nhìn đó, cái mặt cũng khoái chí lắm đấy mọi người. Đây là cái bồn sục á mọi người. Thế nhưng mà hiện tại nó đang hỏng, cho nên là không xuống đấy nữa. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi vào trong cái bể bơi ấm này nha. Nếu như cái bồn sục nó mà còn thì là ngồi đấy, tại vì cái bồn sục đấy nó cũng ấm lắm mọi người. Đó, nên bây giờ mình sẽ đi vào đây. Trời ơi nhìn em nè, em vào đây em ấm hơn cho nên là em càng thoải mái nữa ấy mọi người. Trời ơi bà cứ mãi ngậm cái ngón tay ấy, nhưng mà bà cũng khoái lắm, bà cũng thích lắm đấy mọi người. Nhìn cháu mút tay ngon không? Trời ơi, ngón tay là chân ái mấy cháu kiểu vậy đấy mọi người ạ. Oh my god, that is it a goat, Viola? Is it a goat? Is it a goat? Hon dricker vatten. Dricker vatten, upp med henne. Viola, tycker du om vatten? Tycker du om vatten? Gör henne så hon tycker om det. Så. Tycker om det. Öppna munnen gör så. Và bây giờ nhà cháu bơi xong rồi, nhà cháu sẽ đi về. Trời ơi, cái lúc mà em Sóc đi lên á, lúc này tại vì tắm nước nóng xong mà thoải mái mọi người. Trời ơi, đến cơn buồn ngủ. Trời ơi, em Sóc khóc ầm ĩ lên lúc mà Ly đi thay đồ cho em ấy. Em khóc ầm ĩ lên và bây giờ em đang ngủ queo ra rồi.
Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.